vấn đề là có 300 tấn 400 tấn rác mỗi ngày không có chỗ chứa rác, dẫn đến tình trạng là hôi thối, ngạt cấm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Và phương pháp của chúng em đưa ra là xây dựng các nhà máy ấy rác xa khu dân cư có nơi thông thoáng và phân loại rác thải, rác có thể tái sử dụng, rác khó phân hủy, rác dễ phân hủy. Những nhà máy xí nghiệp nên có phương pháp tái chế cái rác thải của mình. Ví dụ như nhà máy đường liên kết với nhà máy giấy, những sáp miếng có thể là sản xuất giấy ấy. Đúng rồi, tiên truyền tác hại của việc vứt rác bừa bãi cho mọi người và cách khắc phục. Tổ chức các chiến dịch tình nguyện này, như ví dụ như mùa hè xanh rồi này kia cho sinh viên đúng không? Dạ, phải cho em xin nói. Rồi đối với dân cư thì sao? Dân cư thì tiên truyền cho người dân là tránh việc vứt rác bừa bãi và có thói quen phân loại rác thải. Rồi thu gom rác thì sao? Thầy là cũng theo lợi luôn. Rồi theo lợi phải không? Dạ. Ngọc vàng bó tay các bạn. Rồi cảm ơn.